Bonsai Bảy Nghĩa xin kính chào cả nhà nha. Hôm nay em có định hình cái tác phẩm Nguyệt Quế cả nhà. Tác phẩm Nguyệt Quế này mình định hình lần thứ hai cả nhà. Lần đầu tiên thì định hình cơ bản, bây giờ tới lần thứ hai thì mình đi cắt cái chi tiết nha cả nhà. Vì mình sửa lần đầu thì chi tiết nó ra, và bây giờ tới lúc mình định hình lần thứ hai nha. Định hình lần hai này thì nói chung là mình đi thì chi cành nó hơi nhiều hơn cả nhà. Nhà xem thì đừng có quên like và đăng ký kênh ủng hộ kênh Bonsai Bảy Nghĩa ngay cả nhà, để không bỏ lỡ những video tiếp theo ạ. Còn về phần em thì em làm thì thấy tác phẩm nào hay, những cây nào đẹp thì em quay cho cả nhà mình cùng xem. Này là cái công đoạn mình cắt tỉa sơ bộ nha cả nhà. Cái này mình tỉa những phần không cần thiết nha cả nhà, với lại mình tỉa bớt lá nha, bớt lá bớt chi cành để cho cây nó còn những chi tiết mình đi. Với lại khi anh em mình làm bonsai nghệ thuật á thì nên loại bỏ những chi tiết không cần thiết. Với lại những cây bonsai thì anh em làm thì phải lặt lá hết nha. Nó ngoài trường mai vàng thì anh em làm thấy bộ lá tốt thì anh em phải chừa lại nha. Có thể những cái tháng nửa năm này thì mình cũng thể lặt lá được, nhưng đến lúc gần cuối năm nên anh em có làm mai vàng thì anh em cứ chừa lá nha, chừa lá lên cho Tết nó có bông cả nhà. Còn về phần mình làm bonsai nghệ thuật thì phải bỏ lá nha, rồi bỏ hết lá được, với lại cắt bỏ những chi tiết không cần thiết. Vì khi mình định hình lần đầu tiên tới lần hai chi tiết nó ra gối lắm, nó ra cũng nhiều lắm nha, cho nên mình phải sàng lọc, mình loại bỏ những cái chi tiết không cần thiết nha cả nhà. Cả nhà xem nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh Bonsai Bảy Nghĩa nha cả nhà ơi, để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha. Tại Bảy Nghĩa đi rất là nhiều nơi, làm rất là nhiều nhà vườn, thì làm thấy cái nào hay thì quay cho cả nhà mình cùng xem. Đó, nói chung là với lại khi mình làm thì mình gia chạm những cái tác phẩm nào hay đó thì về phần công đoạn làm khó dễ hoặc cái này cái kia, cái tác phẩm này tác phẩm kia mình quay cho cả nhà cùng xem. Thì lại cũng có số anh em hỏi tư vấn về thuốc men, nói chung mình có chưa có thời gian để mình làm clip về cái đó. Thì về phần cái mai vàng thì nói chung mình làm thì nó về bonsai, về mai vàng cây cảnh thì hầu như nó xài nhiều loại thuốc lắm cả nhà, cho nên bữa nào mình phải làm cái clip đó riêng. Này dụng cụ mình làm cái tác phẩm Nguyệt Quế này thì dây nhôm nha, dây nhôm trắng cả nhà, và dây ly lông đen nha. Này là cái công đoạn mình đang đo nhôm mình cắt đó. Này mình xài theo cái hướng là mình nẹp nhôm nha, chứ không có quấn nhôm. Trước đây mình cũng quấn nhôm, nhưng quấn nhôm một thời gian thấy cây nó suy quá cả nhà, mà cho nên em không có quấn nhôm nữa nha, giờ xài nẹp nhôm. Về phần nẹp nhôm này thì cây Bảy Nghĩa thấy thì cây nó phát triển rất là mạnh. Nó cái đó là dây ly lông nha cả nhà. Về phần dây ly lông thì mình xài dây ly lông đen thì nó bền nha cả nhà. Với lại bên cửa hàng người ta có cắt sẵn cho mình như vậy mình tiện lợi, mình dễ làm hơn. Đó. Đầu tiên mình thắt một cái. Xong rồi mình đưa nhôm vô. Mình nẹp theo. Mình nẹp nhôm cái này thì chi cành phát triển rất là mạnh nha. Nguyệt Quế thì nó hay bị bỏ chi, nếu mà anh em mình sửa mà dặn quá, nhiều khi quấn quá thì nó cũng bị tắc nghẽn đường dẫn rồi nó chết về chết nhánh nha cả nhà. Bởi vì mình làm mình sửa theo cái hướng này thì về lâu về dài thì cây nó phát triển rất là mạnh nha. Như cái này có thể áp dụng cho tất cả những cái bonsai mà lá lớn nha cả nhà. Đó. Chi tiết thì mình làm nẹp cái này thì sau này cái chi tiết của mình nó phát triển mạnh lắm. Nói chung trải qua một quá trình làm và mình áp dụng cũng nhiều kiểu làm, nhưng hiện tại mình thấy kiểu làm này thì cây nó phát triển mạnh nha. Đó. Về phần anh em quấn thì quấn thương tí chứ đừng quấn khích nha. Nói chung là thưa thì chủ yếu mình nhìn cái lằn nhôm nó hơi đẹp thôi chứ không có gì hết. Đó. Cây này tương đối bự cây nha. Quế này
trên khoảng trên 60 hoành nha cả nhà. Nghe này, cây bonsai đã trải qua một quá trình phá thế và chi tiết nó đã ra giờ định hình lại lần hai nha. Lần đầu thì nói chung chi cơ bản thì dễ, nhưng lần hai thì mình phải xếp chi cho nó đều tán cả nhà. Sắp tới mình còn định hình thêm nhiều lần nữa. Vì về phần nhôm thì anh em mình cứ đưa vô về đo cái khoảng chi nó bao xa đó, rồi mình cắt chừa dương tí rồi xong mình nẹp ra dần. Nãy mình đã vô nhôm xong xuôi, giờ tới công đoạn mình chỉnh sửa cả nhà. Đó, này là cái công đoạn mình chỉnh sửa các chi ra nha. Về phần chỉnh sửa thì anh em mình chỉnh sửa theo hướng chi ba chiều thì cây nó phát triển mạnh hơn nha. Thì anh em nào xem clip có khó khăn gì đó thì cứ alo Bảy Nghĩa nha. Bảy Nghĩa có để cái số điện thoại trên đường link đó. Anh em nào cần thì liên hệ. Nói chung là mình rất là quý mến tất cả các anh em đam mê cái bộ môn bonsai cây cảnh. Thì về phần mình cũng đam mê mới bước vào nghề, mà thậm chí là bây giờ là mình đi làm rất là nhiều nhà vườn đó. Cho nên mình gặp những anh em cùng đam mê mình thích lắm. Cho nên là những anh em, những cô chú nào, cô chú anh chị nào mà có cái gì Bảy Nghĩa có thể giúp đỡ được thì Bảy Nghĩa sẽ giúp đỡ nha. Đó, Bảy Nghĩa thì chuyên làm bonsai nghệ thuật tất cả các dòng cây, loại cây nha cả nhà. Vì về phần mình làm bonsai nghệ thuật thì nó nhiều chủng loại, nhưng đòi hỏi mình phải biết về chủng loại thì mình dễ làm hơn. Nói chung là cũng nghề dạy nghề cả nhà. Khi xưa thì mình cũng khoảng thời gian qua trường lớp, giờ thì nói chung mình cũng ra đời mình làm thì trải qua một quá trình rất là lâu, và nói chung là rút kết kinh nghiệm từ bản thân đi làm gia chạm, gặp nhiều anh em cũng rút kết kinh nghiệm từ anh em tích lũy dần, thì nói chung là gắng phấn đấu đây để đời nhiều tác phẩm đẹp hơn cả nhà. Tác phẩm thì bây giờ hiện tại này mình định hình lần hai thì nhìn chi cơ bản nó cũng đều tán cả nhà, chứ nói về đẹp và đủ thì chưa nha. Nói thật sự mà nói, chứ về phần mình làm tác phẩm thì ít gì cũng được giá là tới chi cấp 3, cấp 5 á, ít gì cũng phải thấy từ giá 5-10 năm thì một cái tác phẩm thì nó mới ổn được nha cả nhà. Chứ nói về hoàn thiện thì bonsai thì phải làm cả đời. Nói chung tại vì cái cây mình mà làm xong một tác phẩm, cho dù anh em có đi thi được dễ dàng đi chăng nữa, nhưng mình bỏ nó thì nó sẽ hư nha. Cho nên phải bảo trì hoài nha cả nhà. Hiện tại tác phẩm Bảy Nghĩa đã chỉnh sửa xong cả nhà. Cả nhà xem thì đừng có quên like và đăng ký kênh, ủng hộ kênh bonsai Bảy Nghĩa nha cả nhà, để không có lỡ những video tiếp theo ạ. Tác phẩm hiện tại đã ok nha. Định hình lần 2 đã xong rồi cả nhà. Giờ chỉ còn chờ ra lá ra hoa nữa. Rồi chi tiết ra nhiều nữa thì mình định hình lần thứ 3 nha. Đó. Thôi rồi, đến đây thì Bảy Nghĩa xin chào tạm biệt cả nhà. Và xin chúc cả nhà xem clip vui vẻ ạ. Thì đừng quên like và đăng ký kênh, ủng hộ kênh bonsai Bảy Nghĩa nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.